Mời quý vị tiếp tục cập nhật những tin tức đang được quan tâm cùng chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Nguyên Hiếu và Yến Ngọc sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị. Mến chúc quý vị ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Còn bây giờ là phần điểm qua những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Trường học sạt lở nghiêm trọng, học sinh huyện Vùng Cao ở Thanh Hóa phải đi học nhờ. Phóng sự cảnh báo chấn thương thận kính ở trẻ, các gia đình cẩn trọng đề phòng. Thu nhập khá nhờ nghề nuôi nghêu ở biển Tân Thành. Bắt khẩn cấp đối tượng mạo danh thanh tra chính phủ để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Robot chó thu hút khách tham quan tại triển lãm đổi mới sáng tạo quốc tế. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, tại Bình Dương vừa xảy ra một sự việc gây chú ý dư luận. Người phụ nữ mặc blouse trắng đến phòng sản phụ, bế bé gái sơ sinh, nói là đưa đi chích ngừa, nhưng sau đó cho vào túi, rời khỏi bệnh viện. Sản phụ 24 tuổi quê ở tỉnh Hậu Giang, sinh bé gái hôm 2 tháng 11 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một. Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 4 tháng 11, khi chị và người thân đang ở phòng chăm sóc, thì một người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước vào, nói đưa bé đi chích ngừa rồi bế đứa trẻ đi. Chờ lâu không thấy con được đưa về phòng, gia đình tức tốc đi tìm, báo bệnh viện. Trích xuất camera, cơ quan điều tra xác định người phụ nữ đã cho bé sơ sinh vào túi, xách ra khỏi bệnh viện. Cảnh sát sau đó phát hiện bé gái tại huyện Dầu Tiếng, cách bệnh viện chừng 40 km. Động cơ và thông tin chi tiết về sự việc chưa được nhà chức trách công bố. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết bệnh viện đang tập trung chăm sóc sức khỏe cho sản phụ, trấn an tinh thần. Các khoa trong bệnh viện cũng được thông báo tăng cường cảnh giác, rà soát các trường hợp lạ mặt ra vào khu vực phòng bệnh. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc trên các tuyến đường xung quanh khu vực trường học, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban An toàn giao thông, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trường học trên địa bàn thành phố. Các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm nâng cao điều kiện an toàn của hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu tại các khu vực trường học, các tuyến đường kết nối đến trường học. Đồng thời đẩy mạnh công tác đưa rước học sinh, sinh viên theo hình thức hợp đồng và tăng cường vận tải hành khách bằng xe buýt kết nối các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ở bên cạnh đó, thì ngành giao thông và ngành giáo dục và đào tạo cũng phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên và phụ huynh nhằm góp phần nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông để tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông đối với trẻ em trong năm học 2023-2024 giảm 10% so với năm 2022. Và năm học 2023-2024 đã bắt đầu được khoảng 2 tháng, nhưng mà 182 em học sinh của trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Thành, huyện Vùng Cao Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang phải đi học nhờ. Nguyên nhân là do trường nằm trong khu vực sạt lở đất đá nhiều năm nay, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học nơi đây. Công trình chống sạt lở tại xã Trung Thành, huyện Vùng Cao Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, khi đang thi công năm 2021 thì xuất hiện các vết nứt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Thành được xây dựng nằm trong khu vực sạt lở đất đá nên phải tạm thời đóng cửa. Thầy trò nhà trường phải chuyển sang học nhờ tại trường tiểu học Trung Thành từ năm học trước, khiến nhà trường phải dừng cho học sinh ở khu bán trú và chỉ học được một buổi trong ngày. Cơ sở vật chất thì xuất hiện cái hiện tượng là sạt lở đất. Thì hơn một năm học năm nay thì nhà trường cũng đã được cấp ủy đảng cũng như cấp trên chỉ đạo về học cùng với trường tiểu học vào buổi chiều. Thì hiện tại là bên khu trường mới này thì đang phải chờ theo dõi sạt lở. Còn chờ đến hết mùa mưa bão thì các cấp trên có ý kiến chỉ đạo. Hiện nay, công trình xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình xã Trung Thành vẫn đang phải theo dõi, nên chưa biết đến khi nào học sinh giáo viên của nhà trường mới được quay lại trường cũ để học tập. Nhà trường muốn quay trở lại để học ở cái vị trí này, tuy nhiên chúng tôi thấy nó cũng chưa được đảm bảo và cũng chưa có cái hướng dẫn nào của cấp trên cả, cho nên là chúng tôi cũng chưa thể bố trí lớp học tại đây. Bây giờ thì trường đang phải học chung với trường tiểu học, cũng là mỗi cái khó khăn cho thầy và các cô cũng như là các cháu học sinh ở trường trung học cơ sở hiện nay. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa khảo sát các địa điểm để bố trí xây mới trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trung Thành, đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.
trước mắt tiếp tục dừng việc dạy và học tại khu vực sạt lở đất đá. Do phải đi học nhờ nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của thầy trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Trung Thành. Nhà trường và phụ huynh mong các ngành chức năng sớm có phương án xử lý tình trạng trên. Thưa quý vị, chấn thương thận ở trẻ nhỏ chiếm tỷ lệ cao nhất trong các chấn thương hệ tiết niệu. Chấn thương ở mức độ nặng nhất có thể gây dở thận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Do vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu chấn thương thận giúp cho việc điều trị được thuận lợi hơn, đồng thời tránh được những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì làm sao để nhận biết trẻ đang gặp chấn thương thận kín để có thể điều trị kịp thời? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Hiện nay, nguyên nhân thường gặp nhất gây ra chấn thương thận ở trẻ nhỏ chủ yếu do tai nạn giao thông trong sinh hoạt và thể thao, làm trẻ bị té và đập mạnh phần hông, bụng, lưng. Một số triệu chứng nhận biết chấn thương thận như đau vùng thắt lưng, đau tăng dần sau chấn thương, chứng bụng, nôn ói, sốt, đau vùng hạ sườn. Nặng hơn có thể bị sốc, choáng, da xanh, niêm mạc nhợt, đổ mồ hôi. Khoảng 75% chấn thương thận ở trẻ em là thể nhẹ và xảy ra trên một tỷ lệ đáng chú ý thận bất thường như thận lạc chỗ, thận xoay không hoàn toàn, thận bất sản, bất thường đoạn nối bể thận, niệu quản, u nguyên bào thận. Bình thường thì chúng ta biết rằng thận là một cái cơ quan rất là quan trọng cơ thể và nó nằm ở trong cái vị trí khá là đặc biệt. Thận là một cái tạng đặc, cái cơ cấu rất là giòn và nhiệm vụ của nó là tạo ra để thanh lọc những cái chất cặn bã trong cơ thể. Cái vị trí của thận nằm trong vị trí là hố thắt lưng và xung quanh có những cái cơ này, cơ thắt lưng này, rồi xương sườn và cột sống để mà bảo vệ cho thận. Cho đó cái vị trí của thận cũng khá là kín đáo và có thể rằng là ít khi nào bị chấn thương. Tuy nhiên thì trong cuộc sống của chúng ta đó, đôi khi thì thận cũng có thể bị chấn thương do một số cái tác động mạnh từ bên ngoài. Cái số phần trăm mà thận bị tổn thương trong những cái tổn thương tạng ở trong ổ bụng đó thì tổn thương thận chiếm khoảng 10%, và đối với tổn thương hệ tiết niệu thì thận cũng chiếm cái tỷ lệ cũng tương đối. Chấn thương thận kín được phân thành 5 mức độ. Độ 1, khi chỗ mô thận bị dập, bị vỡ, thận còn nguyên vẹn kèm máu tụ dưới vỏ bao và quanh thận. Đây là tổn thương thường gặp nhất trong chấn thương thận. Độ 2, vỡ vỏ bao cà, chủ mô thận dưới 1cm, không ảnh hưởng đến đài, bể thận, phần tủy thận và nằm trong tổn thương nhỏ, nhẹ, xảy ra trong 85% các trường hợp tổn thương thận. Độ 3, vỡ chủ mô thận trên 1cm. Độ 4, vết vỡ lớn ăn tới đài, bể thận gây ra rò nước tiểu và tổn thương các mạch máu nhỏ. Độ 5, vỡ thận nhiều mảnh và tổn thương mạch máu thận lớn. Theo các bác sĩ, từ mức độ 3 trở đi là mức độ cần phải cảnh giác và ở mức độ nặng nhất có khả năng gây ra vỡ thận. Khi mà tổn thương thận kín như vậy đó thì đa phần rằng là lúc này nó sẽ tổn thương đến cả những nhu mô thận, tổn thương cả động mạch thận, và như vậy nó làm xuất huyết rất là nhiều. Và chính những cái xuất huyết này nó làm nó sẽ gây ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Ví dụ bệnh nhân sẽ bị thiếu máu cấp hay là bị sốc chẳng hạn, và lúc này bệnh nhân có thể tử vong do tổn thương thận. Trong những trường hợp á mà những đứa bé mà nó bị tổn thương thận kín á thì có thể có những triệu chứng tương ứng mà ta nhận thấy. Nào, vậy trong trường hợp thì bố mẹ phải làm gì? Ví dụ trong trường hợp ví dụ bố mẹ thấy con mình có triệu chứng bỗng nhiên đau vùng hố thắt lưng này, thấy vùng hố thắt lưng nó sưng nề lên. Rồi con có thể có những cái triệu chứng ví dụ cảm thấy rằng là mệt mỏi, đau và mất máu cấp, hay là đái ra máu, hay là và đặc biệt là trước đó đã có những cái vấn đề nó liên quan đến việc một cái tai nạn, ví dụ tai nạn giao thông, ví dụ tai nạn sinh hoạt gì đó chẳng hạn, té ngã hay đánh nhau chẳng hạn, thì phải nghĩ ngay đến cái vấn đề chấn thương thận kín. Và tất nhiên ngay lập tức là chúng ta phải mang đứa bé đến một cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tùy theo mức độ tổn thương, trẻ sẽ được điều trị bảo tồn hoặc phẫu thuật xử lý nếu thận bị tổn thương quá nặng. Nếu chấn thương nhẹ, bệnh nhi chỉ cần nghỉ ngơi tại giường, hạn chế vận động. Từ những hệ lụy trên, chuyên gia khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở con trẻ cẩn thận khi chơi đùa để hạn chế té ngã và đập. Khi tham gia giao thông, cần đảm bảo an toàn cho bản thân và con trẻ để tránh gặp phải sự cố nguy hiểm không chỉ ảnh hưởng đến thận mà còn các bộ phận khác trên cơ thể. Nghề nuôi nghêu có từ rất lâu đời và phát triển mạnh tại khu vực ven biển Gò Công, tập trung nhiều nhất ở xã Tân Thành của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Người dân đã tận dụng bãi bồi ven biển để nuôi thả nghêu, mang lại thu nhập khá, cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân miền biển. Cứ vào khoảng tháng 4 âm lịch hàng năm, người dân sẽ thả nghêu giống, trung bình trên 1 hecta đất bãi bồi thả khoảng 2 tấn nghêu giống và nuôi đến khoảng tháng 9 âm lịch năm sau sẽ thu hoạch.
Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Gò Công Đông cho biết, từ đầu năm đến nay, người nuôi nghêu đã thu hoạch khoảng 11.000 tấn nghêu thương phẩm với giá từ 26.000 đến 28.000 đồng một ký. Ngoài các hộ nuôi thì bà con sống ven biển không có đất canh tác cũng có rất nhiều việc làm từ việc nuôi nghêu như là canh giữ bãi nghêu, cào nghêu, lựa nghêu với thu nhập vài trăm ngàn đồng một ngày. Còn tại Nghệ An, nông dân trồng hồng dưới chân núi Đại Huệ, huyện Nam Đàn đang trong vụ thu hoạch. Giá hồng năm nay cao hơn, song nông dân vẫn kém vui vì hồng mất mùa. Huyện Nam Đàn được xem là vựa hồng lớn nhất ở Nghệ An. Hiện đã gần cuối vụ, nhưng khu vườn 7 gốc hồng của ông Nguyễn Đình Khoa mới chỉ thu hoạch được hơn 1 tấn trái, đạt 1/3 sản lượng của năm ngoái. Chất lượng hồng cũng không được như các năm. Theo người dân, nguyên nhân khiến hồng mất mùa chủ yếu là do thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây hồng. Sự xuất hiện ruồi vàng cũng làm cho nhiều trái hồng bị héo, hư hỏng trên cây. Ngoài ra, nhiều cây hồng lâu năm giống bị thoái hóa nên năng suất cũng giảm mạnh. Diện tích hồng tại xã Nam Ánh, huyện Nam Đàn thì khoảng 100, gần 100 hecta hồng. Đến thời điểm hiện nay thu hoạch thì cái sản lượng nó giảm. Giảm thì nếu so với hàng năm thì năm đến 700 tấn thì năm nay thì khoảng 3-3,5 tấn. Dù hồng không đạt được sản lượng như những năm trước, nhưng giá hồng bán ra lại cao hơn nên người trồng có phần được an ủi. Theo ghi nhận, hiện thương lái thu mua tại vườn từ 15 đến 20.000 đồng một ký đối với hồng cậy và từ 25.000 đến 30.000 đồng một ký đối với hồng trứng, cao hơn năm ngoái từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký. Liên tục chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay là một số thông tin đáng chú ý sau đây. Thu nhập khá nhờ nghề nuôi nghêu ở biển Tân Thành. Bắt khẩn cấp đối tượng mạo danh thanh tra chính phủ để chiếm đoạt tài sản. Robot gió thu hút khách tham quan tại triển lãm đổi mới sáng tạo quốc tế. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Tổ cảnh sát hóa trang Y9-141 gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động trong lúc tuần tra kiểm soát chống đua xe tại quận Hà Đông, Hà Nội đã bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy ba khúc đi dạo phố. Khoảng 21 giờ tối qua thì nhiều tốp thanh thiếu niên điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng với tốc độ cao lưu thông trên đường Trần Phú. Lực lượng chức năng phát hiện và chặn bắt được các đối tượng. Đến hơn 23 giờ, tổ công tác phát hiện nhóm thanh niên hơn 10 người đi trên 5 xe máy không có biển kiểm soát. Quá trình lưu thông từ đường Nguyễn Văn Lộc ở Mộ Lao, Hà Đông ra đường Trần Phú, nhóm này nhìn thấy lực lượng cảnh sát 141 công khai đang làm nhiệm vụ bên đường nên nảy sinh ý định rú ga, lạng lách để trêu chốt. Tổ công tác Y9-141 bám theo chặn bắt các đối tượng. Nhiều thanh niên điều khiển xe quay đầu bỏ chạy hay đâm thẳng xe vào lực lượng làm nhiệm vụ để chạy thoát. Tổ đã bắt giữ được 8 thanh niên và 4 xe máy để bàn giao cho công an phường Mộ Lao tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ca làm nhiệm vụ kéo dài 4 tiếng đồng hồ, tổ công tác Y9-141 đã bàn giao 12 thanh thiếu niên có biểu hiện lạng lách, đánh võng, tàn trữ công cụ hỗ trợ cho công an phường Văn Quán, Mộ Lao, quận Hà Đông và công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Phạm Thái Mai Hương, sinh năm 1983, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hương tự xưng công tác tại thanh tra chính phủ, có mối quan hệ quen biết với nhiều cơ quan trung ương và ngành công an nên có thể giúp cho các nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản lấy lại được tài sản. Để được can thiệp, các nạn nhân phải đưa cho Hương một số tiền để thu xếp. Với thủ đoạn trên, Hương đã lừa một nhóm người chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết vừa khởi tố bị can Lê Thị Đủ, sinh năm 1984, trú tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, công an thành phố Tuy Hòa bắt quả tang Lê Thị Đủ điều khiển xe mô tô chở 11 cá thể động vật. Qua kiểm tra, công an thành phố đã thu giữ 11 cá thể động vật còn sống, trong đó có 4 cá thể thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Công an thành phố Tuy Hòa đã bàn giao số động vật trên cho Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Cúc Phương để cứu hộ, nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định.
8 tháng năm nay, trên địa bàn tỉnh An Giang, nơi đầu nguồn sông Cửu Long được đánh giá không phải là điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tuy nhiên, số vụ việc vi phạm bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ và xử lý vẫn khá là phức tạp. Đồng thời, với đặc thù địa hình sông nước, khu vực này vẫn được nhận định là tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn lậu. Những chiếc xuồng máy chạy nhanh trên sông, những bao hàng cập bờ dỗ dã. Do đặc thù biên giới Việt Nam tiếp giáp với các nước bạn có kênh rạch sông ngòi chằng chịt, việc di chuyển bằng ghe xuồng rất dễ dàng. Đây chính là kẽ hở để các đối tượng buôn lậu. Là đơn vị chi cục hải quan cửa khẩu Vĩnh Long là một đơn vị nhưng hai trụ sở. Thì cái khó khăn thứ hai là hiện nay ở chi cục là cái về tình hình biên chế. Tổng biên chế hiện nay là 15/30 là cái số thực tế và so với nhu cầu. Lợi dụng mưa bão và đang vào mùa nước nổi, các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng lậu qua biên giới. Đặc biệt, bọn chúng thuê người chưa thành niên tham gia vận chuyển, để khi bị bắt giữ, gây khó khăn cho công tác xử lý. Theo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong 8 tháng năm nay, các lực lượng chức năng ở Trung ương và các tỉnh thành phố đã phát hiện hơn 3 triệu bao thuốc lá và hơn 600 tấn đường cát. Con số thu giữ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi tuyến đường biên giới tỉnh này được thắt chặt, các đối tượng sẽ tìm đường thẩm lậu khác. Để ngăn chặn, ngoài công tác phối hợp với các lực lượng, công tác nghiệp vụ cũng được ngành hải quan áp dụng và chú trọng. Thì ở đây thì chúng tôi nắm chắc cái địa bàn và những cái doanh nghiệp mà có dấu hiệu ở nơi khác đến, chúng ta sàng lọc và đổi mới cái phương pháp chống buôn lậu, cũng như là chúng nắm thông tin chính là chủ yếu, bởi vì chúng ta phải có những cái đối sách. Ở đây thì đối với An Giang thì có thể lực lượng kiểm soát rất là khó nếu không có cái phối hợp. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các tỉnh biên giới Tây Nam dự báo tình hình buôn lậu trên đường sông trong thời gian tới vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa nước nổi, mưa bão hay dịp lễ Tết. Do vậy, việc tuyên truyền vận động bà con sống quanh biên giới đường thủy và chủ động tìm kiếm việc làm cho bà con là rất quan trọng. Bên cạnh đó, việc bố trí bổ sung cán bộ chống buôn lậu, tăng cường phối hợp thường xuyên giữa các lực lượng chức năng cho tuyến Tây Nam Bộ là điều cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, tại triển lãm Đổi mới sáng tạo quốc tế VIEA 2023 diễn ra tuần này, mẫu robot tuần tra hình chó nặng 12kg được khách thích thú theo dõi mỗi khi biểu diễn hành động nhún nhảy, lộn vòng, đứng hai chân. Mẫu robot tuần tra chó nặng 12kg, cao 30cm, dài 60cm, hoạt động bằng pin khoảng 120 phút, được trang bị hệ thống camera và 5 cảm biến tránh va chạm, vừa được giới thiệu tại triển lãm Đổi mới sáng tạo quốc tế VIEA 2023 đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều khách tham quan đến trải nghiệm. Đại diện đơn vị lắp ráp robot cho biết, robot với hình dạng là một chú chó phục vụ chủ yếu cho công tác tuần tra, thám hiểm những khu vực như biên giới, cứu hộ cứu nạn những nơi nguy hiểm như hiện trường hỏa hoạn, sự cố thiên tai. Kết cấu thân máy và hệ thống điều khiển khớp nối được thiết kế chắc chắn, linh hoạt đã giúp robot dễ dàng di chuyển trên các bề mặt địa hình, có khả năng leo dốc, tự giữ thăng bằng khi leo cầu thang. Đặc biệt, nhờ hệ thống thông minh ESS đi kèm công nghệ điều khiển định vị vector không dây, giúp cho robot có thể thực hiện nhiều hành động và tương tác mượt mà hơn với con người. Từ những sáng chế ứng dụng công nghệ tiên tiến như sản phẩm robot chó tuần tra đã cho thấy sự đổi mới sáng tạo không ngừng, cho thấy ngành công nghệ Việt Nam đang có những bước phát triển tích cực. Trong tương lai không xa, những sản phẩm công nghệ như thế này hứa hẹn sẽ là trợ thủ đắc lực cho con người trong công việc và cuộc sống. Còn trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất diễn ra tại tỉnh Lai Châu, tối qua, đồng bào dân tộc Bà Thẻn ở tỉnh Tuyên Quang tái hiện nghi lễ nhảy lửa thu hút đông đảo người dân và du khách. Hàng năm khi mọi công việc đồng áng đã xong xuôi, đồng bào dân tộc Bà Thẻn tổ chức lễ nhảy lửa để mừng cho mùa màng bội thu, mong cho mọi người, mọi nhà được mạnh khỏe, bình an, là minh chứng cho sức mạnh của con người trong cuộc sống và mong ước chế ngự được thiên nhiên để sinh tồn và phát triển. Đối với đồng bào dân tộc Bà Thẻn, vị thần tối cao nhất là thần lửa và ngọn lửa mang lại sự may mắn cho mọi người. Sau khi nghi thức cúng tế kết thúc,
các chàng trai bà thẻn bắt đầu tham gia lễ hội nhảy lửa giữa sự hò reo cổ vũ của đông đảo người dân và du khách. Mũi Phi Rồng hay còn gọi là Mũi Rồng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Bình Định, thu hút du khách tìm tới chiêm ngưỡng chụp ảnh. Thắng cảnh này nằm ở xã Mỹ Thọ ở huyện Phù Mỹ, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 70 km về phía bắc. Mũi Phi Rồng thực chất là một phần của ngọn núi nằm sát biển. Khu vực này gồm nhiều gành đá nhấp nhô, tạo thế giống như một con rồng đang vươn mình về phía biển lớn. Đặc biệt, giữa lòng núi đá này còn có một hang động đẹp lạ nằm xuyên ra biển, là nơi giao thoa giữa những gành đá với làn nước biển trong xanh. Đây cũng là góc check-in được nhiều du khách tìm đến. Ở Mũi Phi Rồng cũng có nhiều bãi đá đẹp như là bãi Bàng, đá Dựng, bãi An Bàng với những gành đá có đủ hình thù độc lạ. Ngoài ra tới đây, du khách còn có thể tắm biển, ngồi trên những tảng đá lớn, ngắm nhìn trọn vẹn cảnh biển thơ mộng hay xem những tàu thuyền đánh cá ra vào bến tấp nập phía xa xa, trải nghiệm cuộc sống người dân. Vào mùa đông thì Mũi Phi Rồng cũng là một trong những địa điểm lướt ván lý tưởng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, để chuyến đi thêm trọn vẹn và ý nghĩa, du khách có thể kết hợp ghé thăm làng chài Tân Phùng ở gần đó, tới khu chợ truyền thống để trải nghiệm văn hóa địa phương, cũng như thưởng thức nhiều món ăn từ hải sản. Hải sản được đánh bắt ở biển về hàng ngày luôn đảm bảo tươi ngon và giá cả thì rất rẻ. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.